Quang Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quý cô chú anh chị, trước mặt quý cô chú anh chị đó là hoa sen đường vào mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha quý cô chú anh chị. Thì hôm nay mấy anh em la dữ ngoài trống rồi. Đó, hôm nay là có nhiều cái thông tin là mấy anh em là ở nhà chị Hồng Loan nè. Và một số anh em bên đây cũng đã đi ra ngoài Bắc, ra ngoài Trung quay thầy Thích Minh Tuệ quý cô chú anh chị ơi. Thì cũng còn một số ở đây thôi quý cô chú anh chị. Thì buổi chiều thì mấy anh em mình cũng dẫn vô lao dọn mộ chú trước khi ra về ha. Ai đâu đi em ở nhà hả em đi. Trắng anh trắng hào gầy thức trắng đêm trường mai làm cô dâu. Mự hai bến nước đụng từ nhốn nháo như chú lính dò hết rồi. nhóm đích trên của sư thầy Thích Minh Tuệ. Nam mô A Di Đà. Chú tiểu có nhóm đích không? Nhóm đích giống vô. Hả chú tiểu? Không hả? Rồi vậy là giống anh rồi. Không bao giờ nhóm đích. Cái gì mà mấy ông này nói vậy? Có cương cái hàm kìa cho sao. Ừ. Rồi à? Đúng rồi. Mình thấy em có nôn không? Trời, không, thấy em không có nôn. Mình tỉnh chỗ nào à? Hỏi bây giờ thầy, sư thầy Thích Minh Tuệ ai biết? Ai cũng biết hết luôn. Ừ. Là vậy là mất đúng rồi. Trên TV còn có mà. Ghê hả quá. Trên TV còn có. Không lẽ đây là sư thầy? Không lẽ nào đây là sự thật. Mà mốt cường phải làm bản quyền câu nói này mới được. Không lẽ nào đây là sự thật? Hả? Em quen quyền. Em đăng ký em đánh bản quyền. Mà giọng nói của Ní mới được kia, chứ giọng nói khác không được à. Giọng nói của Ní đó. À, Nam lên tiếng, bất ngờ lên tiếng nha. Câu của người ta, giọng nói của người ta đúng đúng không? Đúng rồi, câu Ní, nếu mà Ní nói vậy là phải câu của Ní nó mới đánh quyền. Nhiều Nam, Nam có giọng nói gì? Anh Nam lên tiếng là không có đường nào mà quýnh bản quyền được hết á. Sao mà quýnh bản quyền được? Rồi chị Tiên sao? Chị Tiên có nhớ giờ không? Không, chị không nhớ đâu em. Hai đứa nhỏ mà nhớ. Thường luôn. Nhớ cũng giờ. Trắng anh trắng hào gầy thức trắng đêm trường mai làm cô dâu. Mự hai bến nước đụng trong ngày đẹp nhất là ngày mà chia tay. Thương đã thương nhau rồi. Rồi, lao rồi đó hả? Đó, anh định anh định lao này trước xong cái phụ của đó làm sao mà hai chồng làm xong rồi ha. Tại bạn đó để sắp trời làm gió là đang nói về. Sao trời làm gió hả? Tưởng là mình đi về sớm. Ủa?
chị Bích đi về rồi. Rồi không để chị Bích đi ra Nghệ An rồi. Chắc về sửa xe rồi đúng không ơi? Bị không báo, không báo Hải ơi. Hải. Chị Bích nhóm giờ rồi. Đi trước rồi hả? Sửa xe chuẩn bị đi đó. Sửa xe chuẩn bị đi đó. Chuẩn bị đi đó. Chiều nay mấy anh em nhốn nháo hết rồi. Đi hết rồi. Trời ơi. Là trời ơi. Không lẽ đi hết tiệt sao? Trời ơi. Mấy anh. Cái giọng anh nói nghe đã không? Mấy anh nói giờ nếu chịu lon đi hết giùm anh. Ờ giờ YouTuber đi hết trơn rồi. Giờ còn có mấy anh em mình trên mộ. Không lẽ đây là sự chẳng lẽ đây là sự thật? Bình thường nha, chị Hồng Loan đi đâu thì còn có những cái xuất nhà nhiều khi ai vô để cập nhật thì thêm mình cũng biết sao nha. Kẻ xấu rồi đó, còn bây giờ là mai mấy anh em mình chia ra 5 người. Giờ mấy anh em mình chia người vài người xuống nhà chị Hồng Loan đi. Không, không, anh ở đây. Anh ở đây. Giờ anh đăng ký ở đây trước. Ai đăng ký xuống với chị không lo. Bây giờ ở dưới nó đi bớt rồi đó. Anh Minh ơi. Dạ anh em mình cũng đi luôn. Mà đi về nhà ngủ á. Ừ đúng rồi, đi nhà ngủ. Chú Tiểu này giống anh nè. Bây giờ với nhà chị không gì ông nội. Tự nhiên cái ta tự nhiên cái nói ta tính trong đầu gì sẽ rất là ghê gớm. Toàn là sĩ bụng ta bụng mình không cái thiệt tình đó. Thì anh em nào đi có gì đâu mà tính ghê gớm hả? Dạ em không biết, em đâu có tính đi đâu mà không. Anh em nào đi chứ có gì đâu, anh đâu có tính đâu mà đi. Anh em nào không đi, tôi đi một mình. Đúng không? Đi hết rồi, cậu ơi. Anh nhà đi sạch rồi. Vậy. Anh em nào đi thì tôi đi theo. Có không? Em đi là em đi bữa 30/4 rồi. Mà không ai đi, tôi đi. Mấy anh em dưới miền Tây rủ đi mà có xe đi luôn mà em đâu đi đâu. Đi đi. Mấy anh em vẫn vui, tôi chèo. Vẫn vui ha. Đủ hồi hết rồi kìa. À, chú Tiểu này đẹp trai ghê không? Mở hơi tóc nha. Đó, thôi giờ là đi thắp hương cho hàng xóm của cậu. Ờ mấy anh em ấy chưa tới mình ha. Mình thắp hương nha. Thắp hương cho mình thắp tới mình nha. Thấy, rồi để lại lao tiếp anh Ngọc cái cho nhanh coi. Chế độ ban ngày hay gì? Không có đâu, nó tự nhiên vậy mà. Tự nhiên vậy đó. Chẳng anh chẳng. Ồ cái khăn giấy khô mình còn không anh nè? Còn nhiều đúng không? Hổm em mua đợt cuối cùng còn nhiều lắm không? Chừng nào hết được em đăng ký, tại cái đó đăng ký trước mới có. Trước 5-7 ngày mới có. Giờ đốt chút cái điếu thuốc đi cho chú đi. Cho các chị vậy đây. Ôi cái gì mà đồng đồng rồi hả? Xe ben. Cửa hàng xa lộ. À buổi chiều đốt hương ha, đốt thuốc. Mất lửa là không có cho. Mất lửa. Nó mồ gì đó Phật. Cho là phải còn lửa nha, cho mà bị tắt lửa là có chuyện. Dân cờ bạc tỷ là mỗi một quả. Có rồi hả? Ừ, đúng rồi. Lại lại. Dân cờ bạc. Dân cờ bạc mỗi trong mỗi quẹt là mất lửa. Anh em nhốn nháo với nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Rồi em thử luôn chứ đâu. Vì lý do kỹ thuật, sư thầy Thích Minh Tệ đã xuất hiện. Đi kéo cái này lên đây. 14 thầy đi ngang, thầy sẽ
Hãy chờ đây là một sự kết thúc rồi đó ma của cậu Năm Vũ Linh. Mai mốt cậu ông quên thầy nó vô tới đây làm thầy ghé một cậu. Bây giờ mà YouTube ở dưới đi hết trơn rồi không có ai đưa thông tin thì cũng coi như nó mất dần dần luôn. Ở dưới là nghe nói là mấy anh em đi cũng nhiều lắm ha, ha tí. Dạ, hết luôn. Em được thông tin của em khoảng 90% YouTube với nhà là đã đi rồi. Bây giờ chỉ còn 1-2 người thôi. Ốc tiêu. Ốc tiêu nè. Trời nó lớn lắm á. Ốc tiêu đi luôn hả? Ốc tiêu đi lớn lắm á nha. Nam mô Di Phật, Nam mô, Nam mô. Nam mô Di Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2024 năm Giáp Thìn. Con tên 37 tuổi, có kênh YouTube Di Minh Vlog. Thắp nén hương trình dưới hát vị các ngài thổ thần, thổ mộ, thổ địa, đất đai, dương trạch, thần hoàng, bổn cảnh, long thần, hộ pháp, nghĩa trang, oai vương, bình dương. Cũng như trước mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ông tên thật Võ Văn Ngoan, có pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch. Nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi. Chiều nay Di Minh xin thắp nén hương cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đã gửi gắm đến Di Minh. Nhưng nén lòng cầu nguyện cho Vũ được giảng sanh về miền cực lạc. Và Di Minh cũng nguyện giải cho tất cả các anh em. Chia sẻ tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trên đường về đi đến nơi gì đến chốn thường lộ bình an. Xin các chị, các ngài thổ thần, thổ mộ, thổ địa đến nay dân dạch thần hoặc bụng cánh. Long thần ủ pháp nghĩa trang bình dương chứng nhận dùm tấm lòng của Di Minh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Chí Bá Quan Âm Phật. Anh ơi. Chiều nay vui quá quý vị. Vậy là được chưa? Dạ chưa mà đã nghỉ rồi. Vậy là hai anh nghỉ chung rồi. Hai anh mà để chung tiêu đời là không được đâu. Thiệt, người phải khác khác tiêu đời mới được. Đó. Để mà chung tiêu đời là không có view đâu nha. Phải khác tiêu đời là mới có. Đúng rồi, quay chung mà để chung tiêu đời là không có view đâu. Để chung tiêu đời là phải đăng trước. Còn hàng nào đằng sau là rồi đi cám luôn. Đó, màu chú buổi chiều thì mấy anh em mình lau dọn sạch sẽ ha quý cô chú anh chị. Thì Di Minh thì cũng xin đi thắp hương xung quanh cho các ngài ở đây ha. Gì đây? Trời ơi, đây là cái sao ngọc. Chẳng lẽ đây là sự thật hay sao? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, đủ luôn, 29 ngay bây giờ. Cái nói em lướt lướt cũng vậy đó, em nghe cái cải lương á, cái đó cái câu đó trong cái cải lương á, đoạn cải lương á. Trời ơi, như gì không lẽ đây là sự thật. Cái câu chích trong cái vở tuồng gì không biết nữa quý cô chú chị. Rất là ngày 6 tháng 4. Tháng 4 chứ tháng 5 gì? Ngày 6 tháng 4. Anh giáo anh giấy ngày 6 tháng 4. Là ngày dứ. Ở trên là ngày 13 tháng 5. Viết lộn mà mẹ nội viết chuột rồi. Ở đây là sự thật. Cái ông trời ơi. Nè. Còn dành đọc rồi hả? Nè. Ở đây là sự thật. Ở đây là sự thật. Ở đây là sự thật. Lâu lâu giật cho nhỏ giật cái. Nam mô A Di Đà Phật. Từ ngày thì mấy anh em mình làm xong rồi thì Di Minh còn phải đi thắp hương xung quanh quý cô chú chị. Xung quanh một vòng ha. Cho các nghệ sĩ đây được là ấm áp quý cô chú chị. Hello chị.
Hello chị nha, Nam Mô A Di Đà Phật. Chẳng lẽ đây là sự thật? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hiện tại theo cập nhật thông tin á, Nam Mô A Di Đà Phật thì một số rất là nhiều anh em ở dưới chị Hồng Loan thì đã đi ra ngoài Nghệ An. Nam Mô A Di Đà Phật để đi quay quay thầy Thích Minh Tuệ với cô chú anh chị. Giống như Duy Minh đã nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả những anh em mà người ta quay chen á, mà khi mà có một cái chen gì lớn người ta sẽ đi quay. Đó, và đặc biệt quay á, trong vòng vài ngày thôi, ít nhất là 3 ngày, Nam Mô A Di Đà Phật, là người ta sẽ bắt chen lại và người ta sẽ có view nhiều quý cô chú vị. Theo như cái kinh nghiệm của mình đi quay. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Duy Minh thì không đi, mình không hứa. Mấy anh em hỏi Duy Minh có đi hay không thì mình nói không biết, không hứa. Nam Mô Phật, tiếng nào muốn đi đi, muốn không không có hứa trước, không có nói trước. Nhưng mà Duy Minh cố gắng đã nói rồi, cố gắng ở đây Nam Mô Phật chia sẻ mộ của chú quý anh chị. Và mình cũng không biết là khi mà mấy anh em đi thì ở đây quán quẻ như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Là lúc đó chắc như mình nghĩ rất là buồn quý của chúng chị. Có mấy anh em ở đây thì vui, nhưng mà mấy anh em thì chưa đi liền đâu. Tới Nam Mô A Di Đà Phật, anh em tầm khoảng 20-22 thì mới đi đó. Đợi qua chị Hồng Loan xong mới đi Nam Mô A Di Đà Phật. Duy Minh mà có đi là Duy Minh đã đi qua cái bữa 30 tháng 4 đó quý cô chú anh chị. Tại vì qua bữa 30 tháng 4 là mấy anh em rủ đi nhiều lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. À, Duy Minh đã biết cái thông tin này trước lâu rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Và đặc biệt mình đi quay chen đó là những có cái gì tin tức gì hot á, là mình đi ra quay đầu tiên nó sẽ lợi thế hơn mình. Nó sẽ lợi thế hơn những người bạn quay sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, mình đi thông tin, đưa thông tin trước thì người ta sẽ xem mình trước. Và người ta sẽ theo dõi mình thì YouTube nó sẽ đề xuất mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó sẽ đề xuất mình lên trên những cái trang đầu. Đó là mình sẽ có rất là nhiều view. Theo như là kinh nghiệm của Duy Minh đã chia sẻ những cái rất là nhiều trang rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, từ từ lúc đầu mình cũng không biết cách mình chia sẻ nó không có view. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đi nhiều nơi, mình quay nhiều cái thì mình sẽ rút ra được cái kinh nghiệm của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi ai đi thì đi, mình cũng gắng ở lại đây với chú với các chúng chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi là không có view, không có ít view. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cũng mong rằng bà con cô bác cùng ủng hộ Duy Minh, để là Duy Minh có động lực ở đây chia sẻ cho bà con cô bác ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhạc thị Sinh Sơn à. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vì mình cũng muốn đi lắm, nhưng mà cái tình cái nghĩa của chú mình khó đi lắm á quý cô chú anh chị. Nó thật sự đó, khi bước chân đây làm như nó có một cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì gọi là cái sự quyến luyến á, cho mình khó có thể nào mà gờ khỏi mộ chú thực. Đó, thì mình chỉ đi qua trên cái chiều non vòng vòng đây rồi một hai ngày, hay là đi từ thiện thì mình đi xa rồi mình đảo về đây với quý cô chú anh chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tàn ơi, chẳng lẽ đây là sự thật?
Đúng rồi. Đó, hôm nay anh Thiêu đi ra ngoài là trúng mánh rồi. Mấy anh em cũng rất là muốn đi ra quý cô chú chị, nhưng mà thời gian nữa quý cô chú chị ơi, mình không có nói trước được ha. Anh em nào mà muốn đi thì đi về cuộc sống mưu sinh mà quý cô chú anh chị. Đó. Bây giờ mộ của chú bây giờ thì cũng ít view rồi, đâu có view gì nữa đâu. Bà con bác thì, một số bà con bác thì thương ủng hộ thôi chứ đâu có còn view gì nữa đâu quý cô chú anh chị. Thì buổi chiều mấy anh em cũng làm xong rồi thì Duy Minh cũng xin cập nhật lại những cái mà gọi là đây là những cái kỷ niệm quý cô chú anh chị. Đó. Kỷ niệm mà khó quên được, không biết chị không nào có xem không à. Video nè. Những cái chú rồng của chị nè. Đó, chia sẻ những cái ngày đầu tiên chị giang hoa lên, và có nhiều chị nữa. Đó, những chị Ami nè. Là chị Liễu Phan nè, chị Kim Minh Nguyễn nè, chị Vivi Trần nè, chị Điền Lý nè, rồi chị Lina Quỳnh nè, em của nhạc sĩ mà ngày xưa đã từng đàn cho chú hát ở ngoài ở bên Mỹ đó. Là lần đó là chú hát lần đầu thì cuối cùng luôn á, là giải nghệ đi về nhà luôn á quý cô chú anh chị. Đó là một những cái vị khán giả phải nói là rất là ấn tượng đối với mình ha. Thậm chí có là những cô như là cô Minh Nga ở ngoài Bắc nữa nè. Đó, những vị khán giả rất là yêu quý nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Một lần nữa thì Duy Minh xin, và chị Ghi Năng Nguyễn nữa nè. Đó, những cái cây ngoài đó là chị Ghi Năng Nguyễn đó quý anh chị. Những cái cây nè, bốn cái cây này nè. Đó, ngày xưa còn cái gạp á, tại bốn cây này trước mộ chú rất là đẹp mà mát luôn. Khi đó là khi vừa đem đến thì ai cũng rất là thích luôn quý cô chú anh chị. Thì đây là những cái mà phải nói là kỷ niệm đối với Duy Minh. Duy Minh đã từng đưa vô những vị khán giả nào Duy Minh còn nhớ rất là kỹ luôn quý cô chú anh chị. Còn nhiều những cô chú anh chị khác còn gửi đặt cơm này kia nữa mà Duy Minh còn chưa kể hết nữa quý cô chú anh chị. Một lần nữa Duy Minh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người anh, những người chị, những người cô, người chú đã trợ duyên cho Duy Minh ha, làm nên ngôi mộ của chú Vũ Linh thật là tuyệt vời đến ngày hôm nay. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin chúc cho bà con cô bác một ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an ha. Bà con cô bác đừng quên chia sẻ và nhắn like cho Duy Minh, và đăng ký và nhắn cho cái chuông thông báo để Duy Minh đăng lên được những cái video mới nhất cho bà con cô bác xem ha. Bây giờ Duy Minh xin chào, hẹn bà con làm một video tiếp theo ạ.